Tuyệt chiêu giảm cân bằng khoai lang giúp bạn giảm thần tốc 3kg một tuần không cần dùng thuốc. Rất nhiều chị em trong chúng ta biết rằng giảm cân bằng khoai lang là một biện pháp rất hữu hiệu giúp đốt cháy lượng mỡ thừa nhanh chóng. Trên thực tế, rất nhiều người đã đạt được hiệu quả này. Tuy vậy, có phải cứ ăn khoai lang là giảm cân? Tất nhiên là không phải các bạn nhé! Tuyệt chiêu này chỉ được thực hiện thành công khi bạn áp dụng đúng nguyên tắc dinh dưỡng khoa học. Trong video ngày hôm nay, hãy cùng chúng tôi theo dõi thực đơn giảm cân bằng khoai lang hiệu quả nhất các bạn nhé! 1. Ăn khoai lang vào buổi sáng. Buổi sáng khởi đầu ngày mới là khoảng thời gian để cơ thể cần nhiều dinh dưỡng nhất, vì vậy bạn cần bổ sung nhiều khoai lang hơn nữa ở các bữa ăn trong ngày. Khoảng thời gian thích hợp ăn sáng từ 6 giờ 30 đến 7 giờ 30 sau khi vệ sinh cá nhân và tập thể dục. Khẩu phần ăn khoa học sẽ là một củ khoai lang khoảng 200g cùng với 100g ức gà, một cốc sữa tươi tách béo. Với cách ăn này sẽ giúp giảm khẩu phần ăn vào các bữa ăn tiếp theo, cũng như hạn chế tối đa cảm giác thèm ăn, giúp cơ thể tiếp nhận đủ dinh dưỡng phù hợp. 2. Ăn khoai lang buổi trưa. Thực đơn buổi trưa với khoai lang của bạn sẽ là 1 đến 2 củ khoai lang với trọng lượng 250g đến 300g. Rau củ và một món mặn như thịt lợn nạc, cá hấp, tôm, thịt bò. Đối với những bạn có thói quen ăn vặt vào buổi chiều, thay vì ăn bánh kẹo chứa nhiều chất béo, tinh bột, bạn nên chọn hoa quả, sữa chua để giúp hỗ trợ tiêu hóa giảm cân nhanh hơn. 3. Ăn khoai lang vào buổi tối. Thói quen của người Việt thường ăn nhiều cơm, thức ăn vào buổi tối. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia dinh dưỡng đã chỉ ra rằng buổi tối cơ thể cần nghỉ ngơi, ít hoạt động hơn, không cần quá nhiều năng lượng. Do đó, ăn một ít khoai lang thay cơm và một quả trứng, ít rau xanh sẽ giúp kích thích tiêu hao năng lượng calo dư thừa tích tụ. Lưu ý, bạn chỉ nên ăn 50g đến 70g để hạn chế tình trạng đầy bụng do ăn quá nhiều. Bạn cũng có thể thay đổi, sử dụng khoai lang linh hoạt với khoai lang luộc, bánh khoai lang hay súp khoai lang để giảm cân hiệu quả mà vẫn không ngán nhé. Tùy thuộc vào cơ địa hấp thụ của mỗi người, thời gian thực hiện chế độ giảm cân từ khoai lang sẽ khác nhau. Nếu thực hiện đúng chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt với khoai lang và kết hợp luyện tập, bạn sẽ giảm tối đa 3kg chỉ sau một tuần thực hiện. Tuy nhiên, cơ thể vẫn cần một lượng dinh dưỡng thiết yếu, vì vậy nên chia nhỏ các đợt ăn khoai lang. Đồng thời, bạn có thể liên hệ tới chuyên gia dinh dưỡng để được xây dựng chế độ giảm cân phù hợp nhất cho cơ địa của mình. Chúc các bạn giảm cân thành công và luôn sống khỏe mạnh. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!